Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Xem Ngày Tốt của Phong Thủy Lộc Tài. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và chọn ra những ngày tốt nhất trong cái tháng 10 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Thì tháng 10 âm lịch năm 2021 khởi dương lịch từ ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021. Thì ngày mùng 1, tức là ngày mùng 5 tháng 11 ấy, tương ứng với ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, tức là ngày Đinh Tị. Tháng 10 là tháng thiếu, là tháng Kỷ Hợi, là tháng thiếu ấy, kiến thể hợi. Thì trong cái tháng này thì có những ngày tốt nào, giờ chúng ta cùng theo dõi nhé. Thì đầu tiên để loại bỏ để tìm ra ngày tốt thì chúng ta cũng vẫn phải cần loại bỏ những các tiêu chí loại bỏ là những ngày hung phạt và những cái ngày mà bị phạm chúng ta không nên sử dụng. Đầu tiên là ngày Tam Lương, thứ hai là ngày Con Nước, thứ ba là ngày Dương Công Kỵ, thứ bốn là ngày Sát Chủ, thứ năm là Thụ Tử, thứ sáu là Nguyệt Phá và thứ bảy là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Thì ngày Tam Lương trong tháng 10 âm lịch bao gồm các ngày sau: ngày mùng 3 là ngày Kỷ Mùi, ngày mùng 7 là ngày Quý Hợi, ngày 13 là ngày Kỷ Tỵ, ngày 18 là ngày Giáp Tuất, ngày 22 là ngày Mậu Dần và cuối cùng là ngày 27 là ngày Quý Mùi. Ngày Con Nước trong tháng này sẽ là gồm hai ngày 11 và ngày 25. Ngày 11 là ngày Đinh Mão, ngày 25 là ngày Tân Tỵ. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 23, ngày 23 âm lịch là ngày Kỷ Mão. Như vậy ngày Mão có hai ngày bị phạm Dương Công Kỵ và bị phạm ngày Con Nước, chúng ta đã loại bỏ rồi. Ngày Sát Chủ là ngày Dậu, Sát Chủ là ngày Dậu, vị trí ngày Dậu gồm 3 ngày là ngày Tân Dậu ngày mùng 5, Quý Dậu ngày 17 và Ất Dậu ngày 29, chúng ta cũng loại bỏ. Tiếp đến là ngày Nguyệt Phá là ngày Tỵ. Tháng này tháng Hợi đúng không ạ? Đinh Hợi, Kỷ Hợi. Thì ngày Tỵ là ngày xung, chúng ta không sử dụng. Ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày Bính Tý và ngày Nhâm Tý. Thì trong tháng này ngày Bính Tý là ngày 20, chúng ta loại bỏ vì phạm vào Thiên Địa Chuyển Sát, không sử dụng được. Sau khi đã loại bỏ những ngày xấu và chúng ta sẽ sử dụng đồng công để chúng ta tìm ra những ngày tốt trong cái tháng 10 âm lịch. Thì tháng 10 âm lịch thì gồm hai tiết lập đông và tiểu tuyết. Trước lập đông một ngày là tứ ly, sau lập đông tam sát ở hướng tây. Tam sát ở tại tây thì ba phương là Thân, Dậu, Tuất là kỵ tu tạo hay động thổ. Quý vị lưu ý nhé. Thì tháng 10 âm lịch thì khởi bắt đầu từ Hợi, kiến tại Hợi. Thì ngày Hợi thì bất lợi về việc khởi tạo, khai trương giá thú, nhập trạch, xuất hành, an táng, dùng ngày này sẽ bị chiêu quan tư, tổn gia trưởng. Ngày Ất Hợi và Kỷ Hợi cũng chỉ làm việc nhỏ, bởi kiến tại Hợi là không tốt. Chung là ngày Hợi chúng ta loại bỏ. Tiếp theo là ngày Tý. Ngày Tý là trực trừ. Tuy có ngũ hành vượng tướng nhưng thu đông giao nhau vừa mới bắt đầu nên là có cái hung về chuyển sát. Chỉ có ngày Giáp Tý thì là có thiên xá, nên là dễ dùng được. Ngày Giáp Tý này, mùng 8, mùng 8 Giáp Tý là có thiên xá là dùng ok, dùng được. Như vậy các ngày Tý thì chỉ sử dụng được ngày Giáp Tý. Tiếp đến ta xét ngày Sửu. Ngày Sửu thì có Thiên Phú, có Thiên Thành và Thiên Tặc. Ngày Đinh Sửu và Quý Sửu, Đinh Sửu ngày 21 thì bị sát tập nhập trong cung, không dùng được. Nếu mà dùng vào ngày 21 là ngày Đinh Sửu bị sát tập nhập trong cung ấy, thì sẽ chẳng lợi về giá thú, khởi tạo hay nhạc ồn ào ấy. Vì đến Đinh Môn, các vụ kinh động đến thần sát sẽ gây tổn thương cho người và lục xúc. Các ngày Sửu khác cũng chẳng thể dùng, chỉ có thể là thanh hồn nhập mộ và cúng tế. Phàm kim nhập cung Sửu là ngũ hành vô khí, phạm vào cái cung của Nguyệt Yểm và Thiên Tặc, vị trí là ngày mùng 9 Ất Sửu cũng không dùng được. Ngày Sửu chúng ta bỏ. Tiếp đến là ngày Dần. Ngày Dần thì có Thiên Phú, Thiên Thành, có Đáo Châu Tinh,
việc đến quan phủ rồi cũng sẽ tan. Duy chỉ có giáp dần là ngày thượng cát, nhâm dần, canh dần là tứ cát. Tu bổ việc nhỏ thì được, làm việc lớn thì hỏng. Còn các ngày dần khác thì rất là hung. Tức là ngày mùng 10 là hung, bính dần. Đó là ngày dần chúng ta cũng bỏ không dùng. Ngày mão thì bị phạm ngày con nước và ngày tam lương, chúng ta đã loại bỏ rồi. Bây giờ đến ngày thìn. Ngày thìn thì giáp thìn thì có thiên nguyệt, nhị đức, chỉ có thể làm trộm. Nếu mà khởi tạo, hưng công, giá thú, nhập trạch thì không có lợi. Tháng 10 tuy chẳng là phải là ngày bại, nhưng có hung, ngày thìn khác cũng không có lợi. Chỉ có bính thìn, bính thìn thì tháng này không có. Có thể khai sơn, phát cỏ, tiểu táng thì được thứ cát. Mậu thìn thì sắp tập nhập trong cung, canh thìn cũng xấu. Vị chi những ngày thìn trong tháng 10 âm lịch thì chúng ta cũng không dùng được, đều loại bỏ hết. Xét đến ngày tỵ, ngày tỵ thì là ngày nguyệt phá thì chúng ta đã loại bỏ rồi. Bây giờ chúng ta xét tiếp theo đến ngày ngọ. Ngày ngọ theo đổng công là có trực là trực nguy, có huỳnh sa. Ngày giáp ngọ thì có nguyệt đức, có huỳnh sa, tử đàn, kim ngân, khố lâu. Giáp ngọ thì lại không có trong tháng này. Các ngày ngọ khác là thứ kết, chỉ có bính ngọ, bính ngọ không có. Tức là 2-3 ngày này, 3 ngày mậu ngọ là ngày mùng 2, canh ngọ là ngày 14 và nhâm ngọ là ngày 26. Thì 3 ngày ngọ này là được thứ cát. Thứ cát. Quý vị lưu ý nhé, ngày ngọ thì có 3 ngày được thứ cát. Tiếp đến ta xét ngày mùi. Ngày mùi thì bị là trực thành này, bị nguyệt kiến được tam hợp. Tiếc là ất mùi là sắp tập nhập trong cung, ất mùi thì không có. Duy chỉ có quý mùi là có hỏa tinh, thủy nhập thái châu, ngôi sao quý hơn. Lại gặp cát tinh, huỳnh la, tử đàn, kim ngân, liên châu cùng chiếu, nên khởi tạo giá thú nạp thái. Tức là đang nói về cái ngày quý mùi ấy. Quý mùi thì là bị phạm vào ngày tam lương, ngày chúng ta cũng sẽ cần cân nhắc. Ngày 27 nhé, là ngày khá tốt, nhưng lại bị phạm vào ngày tam lương thì dùng được, nhưng quý vị cần cân nhắc xem dùng việc gì. Tại vì tam lương nó chủ về sự đổ vỡ thì một số việc thì cũng sẽ không dùng được. Còn ngày tân mùi, ngày tân mùi thì cũng là ngày thứ cát. Tân mùi đây là ngày thứ cát. Như vậy ngày mùi sẽ có 2 ngày, là ngày 15 tân mùi thì là thứ cát, dùng được việc nhỏ. Còn ngày quý mùi là ngày 27 thì là ngày đại cát, nhưng mà lại bị phạm vào tam lương, do quý vị cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng. Tiếp đến là ngày thân. Ngày thân thì bị phạm ngày thụ tử, bao gồm 4 ngày là canh thân này, nhâm thân và giáp thân, thì bị phạm vào ngày thụ tử nên là chúng ta cũng sẽ không sử dụng. Ngày dậu có 3 ngày mùng 5, ngày 17 và ngày 29 thì bị phạm vào sát chủ rồi, chúng ta đã bỏ qua, không sử dụng ở trên. Cuối cùng là ngày tuất. Ngày tuất thì là trực bế, có hỏa tinh. Ngày giáp tuất thì có thiên nguyệt nhị đức, nên giá thú khai trương xuất hành, nhưng bị phạm vào ngày tam lương, chúng ta đã loại bỏ. Còn ngày nhâm tuất, bính tuất, mậu tuất trong việc đều hung bại. Giáp tuất, mậu tuất, nhâm tuất thì không thấy nói, ra cũng là xấu, chúng ta cũng sẽ không dùng, tốt nhất là không dùng. Như vậy chúng ta vừa đi tìm ra những ngày tốt trong cái tháng, trong cái tháng 10 âm lịch. Thì tháng 10 âm lịch có 5 ngày tốt, 2, 4, 5. Đầu tiên là ngày gì? Mậu ngọ. Thứ hai là ngày giáp tý. Thứ ba là ngày canh ngọ. Thứ tư là ngày tân mùi. Và thứ năm là ngày nhâm ngọ. Và có một ngày 27 là ngày quý mùi. Tuy là ngày đại cát nhưng lại bị phạm vào cái ngày tam lương, thì quý vị khi sử dụng cũng cần phải hết sức lưu ý. Mà tốt nhất là nên được sự tư vấn từ chuyên gia thì sẽ tốt hơn. Trên đây tôi vừa trình bày cho quý vị và các bạn về những ngày tốt trong cái tháng 10 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Thì để biết được rõ hơn thì về cái việc lựa chọn ngày tốt này, quý vị có thể là sử dụng một cái quyển sách đổng công và thông thư để quý vị tra cứu được tiện lợi hơn. Hơn nữa là quý vị có thể là điện đến trực tiếp đến hotline của chương trình để được tư vấn.
về việc chọn ngày giờ tốt để mình dụng sự cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh, bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất từ video của chúng tôi. Thay mặt ban biên tập chương trình, tôi xin cảm ơn và gửi lời chào đến quý vị. Chúc quý vị một ngày mới đầy may mắn và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.